Anh em chúng em đang chuẩn bị một bộ dàn cao kê gồm đưa ra DX5 và một đưa ra tay cũng anh em với dòng DX5. Trong này thì đang phối hợp cùng với cục đẩy Q2006 Pro, một chiếc vang 6G, một chiếc nâng tiếng CB900 Premium và một cặp mic SE68 Plus. Ở đây thì một quả trầm 560 ạ. Đây là một dàn anh em chúng em đã sắp xếp xong xuôi đấy ạ. Đây là DX2, à xin lỗi DX5, trầm 560, đô la tay của Avila nữa. Vừa zin luôn. Thế là sao mà chở được hai đôi nhỉ? Đây là bộ dàn đẩy với lại nâng tiếng mic trong này. Các bác và anh em mà có yêu mến và muốn tham khảo những bộ dàn cao kê từ bình dân tới cao cấp thì các bác và anh em có thể gọi điện trực tiếp theo hai số máy hotline của chúng em ở trên màn hình 0975386726 hoặc 0996386622. Địa chỉ của chúng em tại 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, và chúng em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.